Trong cuộc sống nó có những cái năm mà mình cảm thấy nó trong trên, giống như là năm nay mọi thứ đối với con nó không có tốt, nhưng con không có chia sẻ với mẹ, tại vì con không muốn mẹ lo rồi mẹ buồn, và con chỉ muốn là cho mẹ thấy lúc nào con cũng ổn. Nhưng mà thật ra thì con đã vượt qua rồi, nên là bây giờ con có thể đứng đây để con nói với mẹ là hiện tại thì con vẫn ổn và mọi thứ nó vẫn diễn ra rất là tốt. Công việc của con hiện tại đang rất là tốt, tốt hơn những năm trước, tốt hơn những cái thời gian vừa qua, và con cũng đang nhận được cái sự yêu mến của rất là nhiều người giống như mẹ mong muốn và hy vọng về con. Cho nên là con nghĩ là mẹ cứ yên tâm mà tin tưởng con, cũng như là trong cái công việc mà con đã lựa chọn hay là những cái bước đường mà con đang đi đó. Con chỉ mong là mẹ luôn vui khi tin tưởng về con vậy thôi. Rung không? Rung, nhưng mà cố gắng tự tin để làm cho tốt, để tặng cho con trai có kỷ niệm đẹp. Mẹ thấy sao? Đứng trên sân khấu này, ngồi ở dưới kia, thì mẹ hiểu cái cảm giác của con đứng trên này khi mà mẹ ngồi coi con dưới không? Có, mẹ cảm giác mà con ngồi dưới con có thấy hạnh phúc không? Nói chung là đây là một cái ca khúc mà con không có nghĩ là mẹ sẽ hát ca khúc này. Bài hát này thì giống như là, nói chung là con cảm ơn mẹ. Tại vì tự nhiên mẹ hát đúng vào cái lúc mà con thấy con cần gia đình nhất. Khi mà nghe mẹ hát ca khúc này thì Huyên có bất ngờ không? Cảm xúc ngay từ những cái câu hát đầu tiên, em nghe cái lời bài hát thực sự đúng là như anh em mình chia sẻ lúc đầu, nhà là nơi để về. Mẹ làm một cái gì đó ở ngoài kia dù có như thế nào thì quay về nghe cái tiếng mẹ ru là mình luôn có một cái nơi để mà mình quay về. Cho nên là em cảm thấy rất là hạnh phúc. Mẹ muốn thể hiện rằng là mặc dù là ngoài kia rất là nhiều giông gió cuộc đời thì cứ trở về nhà là thấy bình yên. Tuy nhiên em cũng biết rằng là có nhiều lúc mà làm mẹ bị đau á, bệnh của người già bị đau, nhưng mà mẹ cũng nén lại để cho em yên lòng. Nhưng mà mẹ lại không yên lòng với em hai điều, em biết đó là điều gì không? Cái này không có đoán được, tại bình thường thì mẹ không bao giờ mẹ chia sẻ những cái gì mà để cho em phải suy nghĩ hết. Lúc nào em nghĩ mẹ cũng ổn hết. Còn mẹ thì lúc nào cũng luôn cười và sự sống tích cực để cho con mình yên tâm để làm việc. Thì cô có hai đứa con, con nào cô cũng thương đồng điệu hết. Nhưng mà còn Huy thì chưa có lập gia đình thì cô có phần lo lắng hơn. Điều thứ hai là mong cho các con lúc nào cũng có sức khỏe, sức khỏe thật tốt để là sống là người tốt, có ích cho mình và có ích cho xã hội. Làm công việc thì tốt hơn, được đồng nghiệp và cấp trên và quý vị khán giả luôn yêu mến ủng hộ là sự thành công của con. Chia sẻ một chút về hai cái điều mà mẹ mới vừa chia sẻ. Cái điều thứ hai thì có thể là em biết rồi, mẹ lúc nào cũng mong muốn mình được mọi người yêu mến, được yêu thương, rồi sống thật là tốt. Nhưng mà cái điều đầu tiên hôm nay em hơi bất ngờ về cái chuyện mà em lập gia đình. Tại vì em không nghĩ là mẹ muốn em có một cái gia đình sớm như vậy. Tại vì ra em thấy là em cũng còn rất là trẻ. Em thấy thôi. Dạ. Em thấy thôi chứ mọi người nhiều khi không thấy, và mẹ em chứ không có thấy vậy. Thật ra thì em thấy em còn rất là trẻ. Em thấy là em chưa lo được cho mẹ, cho nên là cái đó là từ từ. Cái đó là cái vấn đề em chưa nghĩ tới. Thật ra là em chưa nghĩ tới. Hôm nay mẹ nói em cũng hơi bất ngờ. Mẹ thì mẹ cũng lo cho mẹ được. Thì làm cha mẹ mà, cha mẹ nào cũng vậy, cũng mong muốn cho con mình có cặp có đôi để mà chăm sóc cho nhau, thì cha mẹ yên tâm hơn. Vậy thôi. Cái đó thì tương lai em nghĩ là chắc cũng sẽ có thôi. Cái em nghĩ đến hiện tại là công việc của em làm sao để em có thể làm tốt cái công việc của mình, có được một
cái vị trí, tại vì nó phải có chỗ đứng thì mình mới giúp cho cái cuộc sống mình nó tốt lên được. Cho nên là để nghĩ đến cái việc mà lập gia đình đó, thì không ai mà muốn con mình sẽ kết nối ở bên cạnh một người mà có một cái công việc nó không ổn định. Cho nên em chưa nghĩ tới cái việc lập gia đình. Thì bây giờ khép lại câu chuyện ngày hôm nay, Huy có điều gì muốn chia sẻ với mẹ bằng những gì mà Huy chưa bao giờ làm? Thì nói chung là quay lại cái câu em cần gia đình nhất, thì trong cuộc sống nó có những cái năm mà mình cảm thấy nó trong trên, giống như là năm nay mọi thứ đối với con nó không có tốt, nhưng con không có chia sẻ với mẹ. Tại vì con không muốn mẹ lo, rồi mẹ buồn, rồi con chỉ muốn là cho mẹ thấy lúc nào con cũng ổn. Nhưng mà thật ra thì con đã vượt qua rồi, nên là bây giờ con có thể đứng đây để con nói với mẹ là hiện tại thì con vẫn ổn và mọi thứ nó vẫn diễn ra rất là tốt. Công việc của con hiện tại đang rất là tốt, tốt hơn những năm trước, tốt hơn những cái thời gian vừa qua, và con cũng đang nhận được cái sự yêu mến của rất là nhiều người giống như mẹ mong muốn và hy vọng về con. Cho nên là con nghĩ là mẹ cứ yên tâm mà tin tưởng con, cũng như là trong cái công việc mà con đã lựa chọn hay là những cái bước đường mà con đang đi đó. Con chỉ mong là mẹ luôn vui khi tin tưởng về con vậy thôi. Thưa quý vị, là như vậy đó. Có nghĩa rằng là với công việc MC thì chúng tôi dễ dàng chia sẻ cảm xúc của người khác một cách hoàn hảo, nhưng mà để nói những lời tự đáy lòng mình với người mà mình thương yêu nhất lại rất là khó. Và ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy với câu chuyện của cô Tuyết Vân và Trần Anh Huy, hai người ở trong một thành phố đó, rồi công việc của họ cũng làm cho họ nghĩ rằng là rất là dễ để bộc bạch cảm xúc với nhau, nhưng mà ngày hôm nay thì lại thấy rằng là đôi khi những cái điều mà dễ dàng nói nhất lại khó được bày tỏ. Và chúng tôi hy vọng rằng là với sân khấu đầu tiên, chúng ta cùng với nhau kết nối với nhau, kết nối tình thân, để thông qua âm nhạc chúng ta có thể gắn kết với nhau, có thể chia sẻ cùng nhau. 22 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9, hãy đến với sân khấu đầu tiên.